Trong một cuốn sách của mình, Miêu Công Tử đã bày tỏ rằng trạng thái cuộc sống của một con người ổn định nhất là khi cần đọc sách thì đọc sách, cần chơi thì chơi hết mình, gặp được người tài giỏi thì tán thưởng, nhìn thấy người sa sút thì không coi thường mà có riêng cho mình một cuộc sống nhỏ, một thú vui nhỏ. Vậy, chúng ta cần đọc sách như thế nào cho đúng, cho hiệu quả để bản thân có thể giữ được trạng thái ổn định của tâm trí, từ đó tìm được cho mình những giải pháp tối ưu cho những vấn đề mình gặp phải trong cuộc sống. Một trong những đứa con tinh thần của Van Doren sẽ là chìa khóa để bạn trả lời câu hỏi này. Mình là Thu Hà, đến từ câu lạc bộ đồng hành cùng sách. Và ngày hôm nay, mình xin được phép giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn sinh viên tác phẩm Phương pháp đọc sách hiệu quả của Mortimer G. Adler và Charlotte Van Doren là một hướng dẫn vô cùng quý giá đối với người đọc đam mê, luôn tìm cách để nâng cao hiểu biết về văn học. Cuốn sách này không chỉ là một chỉ dẫn về cách đọc, mà còn là một cuộc khám phá sâu sắc về nghệ thuật đọc và hiểu biết. Từ những trang đầu tiên, Adler và Van Doren đã thu hút người đọc bằng văn phong rõ ràng và hấp dẫn của họ. Tác giả cẩn thận đề cập đến các chiến lược tiếp cận với từng loại sách khác nhau, nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc đọc tích cực và tư duy phản biện. Điều nổi bật ở cuốn sách này là khả năng kết nối giữa người đọc và văn bản. Biết việc đọc không chỉ dừng lại trên trang sách, mà còn là một cuộc hành trình khám phá trong tư tưởng. Một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất của phương pháp đọc sách hiệu quả là sự nhấn mạnh về vai trò của người đọc trong quá trình diễn giải. Adler và Van Doren khích lệ người đọc trở thành những người tham gia tích cực vào quá trình học tập của họ, khuyến khích họ đặt câu hỏi, thách thức giả định và tìm kiếm ý nghĩa sâu sắc trong văn bản. Bằng cách cung cấp các kỹ thuật thực tiễn cho phân tích và diễn giải, các tác giả đã trang bị cho người đọc những công cụ cần thiết để mở khóa những giá trị tiềm năng ẩn chứa trong bất kỳ cuốn sách nào họ gặp phải. Hơn nữa, phương pháp đọc sách hiệu quả cung cấp một cái nhìn sâu sắc về thể loại và hình thức văn học khác nhau, từ tiểu thuyết đến phi tiểu thuyết, từ thơ ca đến triết học. Thông qua các ví dụ sinh động và các bài tập khơi gợi tư duy, Adler và Van Doren dẫn dắt người đọc trên một hành trình khám phá và luôn hứng thú để tìm hiểu sự phức tạp của ngôn ngữ trong các câu chuyện. Vượt ra ngoài giá trị hướng dẫn, đứa con tinh thần của tác giả gây ấn tượng bởi những trải nghiệm tự thân, khả năng truyền cảm hứng để thấu hiểu ngôn ngữ và sự tò mò của trí tuệ. Mỗi chương được truyền tải với niềm đam mê chân thành về việc đọc, nhắn nhủ người đọc về sức mạnh hình tượng hóa của văn học để làm sáng tỏ những trải nghiệm con người. Các hiểu biết của Adler và Van Doren được kết tinh trong phương pháp đọc sách hiệu quả sẽ làm phong phú trải nghiệm đọc và mở rộng tầm hiểu biết của bạn về địa đàng văn chương. Cuốn sách này không chỉ đơn giản là về việc đọc, nó còn giúp chúng ta học cách tương tác với thế giới của ý tưởng. Chính vì thế mà nó được sinh ra như một người bạn không thể thiếu với bất kỳ ai muốn khám phá bí ẩn của ngôn từ. Và tác phẩm Phương pháp đọc sách hiệu quả của Mortimer G. Adler và Charlotte Van Doren hiện đã có mặt tại Thư viện Truyền cảm hứng. Kính mời quý thầy cô và các bạn sinh viên tìm đọc.